Nữa nha, xin chị đọc cái phần tóm tắt Bali, tại vì Pháp Sư vô rồi, thành ra mình nhấn nút thời gian. Dạ, Mô Phật, kính lễ sư Pháp Thanh, kính chào đạo tràng. Bây giờ mời chị An Nhân đọc theo sư đi, cho ngắn gọn nha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Sa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Sa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Sa. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Mà chị ạ. À. Dạ thưa sư, cô An Nhiên nói là mic có vấn đề, thành ra con xin thay thế cô đây đọc Tam Quy Ngũ Giới. Kính mời đạo tràng cùng con. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sam bu ta a sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sam bu ta a sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Sammasambuddhassa. Bụt thăng saranang gacchami, thammang saranang gacchami, sangkhang saranang gacchami, duriyam bi bụt thăng saranang gacchami, duriyam bi thammang saranang gacchami, duriyam bi sangkhang saranang gacchami. Tatiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyam bi saṅghaṃ Ti Sarana Gahanang, Bụt Nhân, Pháp Quy Y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tha sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Dạ xin vâng, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lâm nhơ. Dạ xin vâng. Sa thứ lành thai. Dạ một lần nữa chúng con kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tam quy ngũ giới cho chúng con. Và kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Ta măng ghê na quan đề hằng ba đa bành sung qua rô ta măng. Bút thê yô ca lý tô đô sô bút thô. Ca ma tu tăng ma măng. Uttamange na vande hang tham man cha du uttam varang tham me yo kalito do so tham mo kamatu tang mamang Uttamange na vande hang sang thang cha du vitho tamang sangge yo kalito do so sangko kamatu tang mamang
Dạ, con xin cho mít cho sư Thanh Tâm trả lời để chúc cho đạo tràng. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và mô Phật, một lần nữa con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, kính lễ sư Pháp Thanh, kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Quý vị thính pháp được an vui. Dạ, mô Phật. Dạ, sa thu lành thai. Một lần nữa chúng con kính tri ân sư đã truyền tâm quy phụng giới cho chúng con. Dạ, kính mời đạo tràng cùng con thính pháp sư. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa tham ma da sa na ya cha ga tha Brahma cha loka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang aya cha tha santi tha sa ta ba ra cha cha ka ti ka de se tu tham mang anu cam bi mang ba chang sa tham ma phê vinh vi na yan cha ca yang su tan cha ban tham a phi tham ma cham mang a ko ta yan to cha tu sa cha dan dang bap bo tha nay ye ba vi sa ya mat che. Dạ, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, kính con kính thỉnh sư Pháp Thanh đăng đàn giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. À, hôm nay thì chúng ta học tóm lược lại cái phần thứ tư, phần thứ năm. Trong cái nhóm thứ tư, thứ năm là ngũ quyền và ngũ lực của Bát Chánh Đà, của 37 pháp trợ đạo. Thì mấy ngày qua thì sư đã giảng về năm cái pháp là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Thì hôm nay thì mình chỉ tóm lược lại, tức là cái niềm tin. Niềm tin thì niềm tin nó có nhiều, nhưng mà khi nào mà mình khởi lên cái niềm tin vào nghiệp quả, tin vào cái nghiệp và quả của nghiệp, thiện nghiệp thì sẽ đem đến cái an vui, ác nghiệp sẽ đưa đến những cái quả khổ đau. Rồi mình tin vào cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật, tin vào tam bảo, thì như vậy á, gọi là cái niềm tin là chánh tín. Cho đến khi nào mà cái niềm tin của chúng ta đó nó được phát triển mà vững vàng, trở thành cái niềm tin bất động đối với tam bảo rồi đó, từ các bậc thánh hữu học đó, thì mới gọi là cái đúng là cái chánh tín. Nó còn lúc đầu này mình gọi chánh tín ở đây là mình phân biệt giữa cái tà tín, tức là những cái niềm tin vào thần linh, cúng bái cầu khấn gian sinh, cái đó là cái tà tín.
Còn khi mà mình tin vào nghiệp, quả của nghiệp, khi chúng ta làm những cái điều lành đem đến những cái quả an vui, những cái tạo những cái nhân bất thiện thì nó đưa đến cái quả khổ đau. Rồi tin vào cái lời dạy của Đức Phật, tin vào Tam Bảo, thì như vậy là mình có cái niềm tin chánh tín. Nhưng mà cái chánh tín này nó còn non yếu. Rồi khi mà chúng ta có sự nỗ lực tinh tấn, chúng ta tránh xa, để mà diệt trừ tất cả những cái ác bất thiện pháp, rồi chúng ta nỗ lực thực hành phát triển các cái thiện pháp, thì đây là cái sự mà gọi là chánh tinh tấn, để chúng ta phát triển những cái thiện pháp của mình, để diệt trừ những cái ác pháp, không có cho nó có điều kiện nó sanh khởi. Rồi khi mà chúng ta học, chúng ta hiểu biết, chúng ta tạo cái thực hành, thì khi mà thực hành á, thì chúng ta có cái sự ghi nhận, hay là niệm tất cả các cái đối tượng nào nó đang sanh khởi, đối tượng nó như thế nào mình ghi nhận một cách rõ ràng hiểu biết như thế đó, đối tượng nào là danh hoặc là đối tượng nào là pháp, là sắc, đó tất cả các đối tượng nó xảy diễn như thế nào mình ghi nhận, mình hiểu biết như thế đó, không có lầm lẫn, hiểu biết một cách rõ ràng, đối tượng nó đang sanh đang diệt như thế nào mình biết rõ như thế đó. Rồi khi nào mà mình hoàn toàn mình chú tâm, mình ghi nhận để mình hướng đến cái sự giải thoát đó, thì mới gọi là chánh niệm. Khi đó là cái chi pháp nó nằm ở trong bát chánh đạo thì mới gọi là chánh niệm. Còn lúc đầu đó mình cái niệm của mình niệm một cách chân chánh thì mình tạm gọi là chánh niệm đi thôi, cho đến khi nào mà nó nằm trong bát chánh đạo thì mới trở thành là chánh niệm để hướng đến cái sự giải thoát. Rồi cái định thì chúng ta khi mà chúng ta thực hành thiền tuệ, thiền quán, thiền minh sát, thì nó chỉ là cái trên cái sát na định, sát na định, trạng thái cận định để giữ tâm vững vàng ở trên đối tượng. Còn nếu mà những cái vị hành giả mà thực hành thiền chỉ, thiền tịnh đó, thì phải ở trong cái trạng thái là kiên cố định. Còn chúng ta ở đây chúng ta thực hành theo cái thiền tuệ, thiền quán, thiền minh sát thì chúng ta ở trên cái cận định, tức là cái định tâm của chúng ta vững vàng trên đối tượng, không có dao động, không có bị những cái tạp niệm, không có bị những cái trạng thái phóng dật. Chúng ta định trên cái đối tượng, bất cứ đối tượng nào nó đang diễn ra qua các căn, qua các quẩn, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rõ, có cái sự chú tâm vào trên cái đối tượng đó một cách rõ ràng. Rồi có cái trí tuệ, trí tuệ hiểu biết được cái thực tánh, thực tướng của đối tượng đầy đủ một cách rõ ràng, không có lầm lẫn trên ghi nhận cạn cợt trên cái chế định, cái tục đế, thì như vậy đó là chúng ta có cái
chánh trí hay là trí tuệ hiểu biết được những cái thực tánh thực tướng của đối tượng một cách đầy đủ rõ ràng. À, chính nhờ cái sức mạnh của cái chánh trí này đó, khi nó mạnh mẽ phát triển ở trong bát chánh đạo, nó mới trở thành là chánh kiến hay là chánh tri kiến. À, thì khi đó đó, cái chánh tri kiến mới có đủ sức mạnh để mà diệt trừ cái vô minh si mê tà kiến. Cũng xin tóm lược lại năm cái chi pháp này để quý vị nắm vững. Thì năm chi pháp này nó rất là quan trọng. Sở dĩ gọi là pháp quyền á, là nó có cái khả năng để mà cai quản các cái pháp đồng sanh. Và nó trở thành năm sức mạnh, cho nên gọi là ngũ lực. Chính nhờ năm cái sức mạnh này đó, nó mới có khả năng để mà chặt đứt tất cả những cái trói buộc của phiền não. Còn nếu mà cái năm cái chi pháp này đó mà nó còn non yếu thì chưa có đủ để sức để mà diệt trừ chặt đứt những cái thần thúc, những cái dây trói buộc, những cái triền phược của phiền não. Cho nên cái năm chi pháp này nó là rất là quan trọng cho các vị hành giả. Những vị hành giả mà tu tập thực hành giáo pháp thì nhờ có phát triển được năm cái pháp quyền hay là năm cái lực, năm cái sức mạnh này đó, thì cái sự tu tập sự thực hành của chúng ta mới có được cái tiến bộ. Thì ví dụ như là bây giờ một cái xe, một cái chiếc xe nó có thể di chuyển, nó đi từ điểm A đi đến điểm B, từ một cái vị trí này đi đến một vị trí khác, thì phải nó có một cái sức, một cái lực kéo. Thì hồi xưa người ta nói là xe song mã, xe tứ mã đó. Đó thì chính nhờ cái sức kéo này đó, nó mới làm cho cái xe nó di chuyển. Thì cũng vậy, nhờ có cái sức mạnh sức mạnh này đó, thì chúng ta mới có thể là vượt thoát được qua tới bờ bên kia. Chúng ta bỏ đi cái bờ bên này là các cái hạng phàm nhân, chúng ta vượt thoát qua tới bờ bên kia trở thành là các cái bậc thánh hữu học, hoặc là đi đến thánh lậu tận để đến bờ giải thoát. Thì cũng vậy, cái chiếc thuyền, chiếc thuyền nó muốn qua được tới bờ bên kia thì nó cũng phải có một cái sức mạnh để di chuyển, hoặc là người ta chạy bằng bơm, ta lợi dụng cái sức gió, hoặc là người ta phải ra sức người ta chèo, hoặc là nếu mà mình không có đi trên thuyền, mình phải tự mình bơi, dùng cái sức mình bơi để qua tới bờ bên kia. Thì nhờ có một cái sức như vậy đó, thì chúng ta mới vượt thoát được. Cho nên á, là năm cái pháp này đó, nó rất là quan trọng để phát triển. Nhờ có phát triển được cái sức mạnh của nó đó, nó mới đến là bảy cái giác chi. Rồi khi mà phát triển mạnh mẽ nữa, đủ sức đó, nó mới trở thành
bát chánh đạo. À, thì cũng từ cái những cái pháp căn bản này rồi nó phát triển thêm. À, thí dụ như bây giờ quý vị nói là mình nấu bữa nay làm cái món là canh chua ha. Canh chua thì không phải là chỉ có me rồi hay là thấy như cái chất chua không, à, mà trong đó nó cũng có nhiều cái khác. À, thí dụ như là rau giá khóm, à, thế này thế kia đó, đó những cái món đó. Nhưng mà cái chất chua đó, khi mà ta nói cái canh chua thì cái vị chua nó dẫn đầu. À, thì cũng vậy trong cái các pháp đó, thì khi mà mình nói đến, mình kể đến thì cái pháp nổi trội, à, những cái pháp này nó gọi là pháp trương, à, nó khởi lên để nó dẫn đầu, à, các pháp này đó, nó có cái khả năng, nó có khả năng để mà dẫn dắt các cái pháp khác, gọi là pháp quyền. À, đó. Rồi nếu mà có sức mạnh, à, để nung đúc, à, không có để cho các cái pháp nó quá lùi sụp, à, nên thúc đẩy nâng đỡ, à, gọi là lực, à, sức mạnh. À, cho nên á, chính nhờ cái mạnh mẽ này đó, à, nó mới đi đến các cái bảy cái chi phần, đưa đến sự giác ngộ và đi đến cái bát chánh đạo. À, thì lúc đó mới có đủ cái khả năng, à, thí dụ như cái tệ quyền tệ lực thì nó trở thành cái chánh kiến, à, chánh tri kiến hay là chánh trí. À, lúc đó nó mới đủ cái sức mạnh, à, mà cắt đứt được, đoạn trừ được cái vô minh, à, si mê tà kiến. À, cho nên đó là những cái chi phần này đó, à, khi mà chúng ta bắt đầu tu tập, à, thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực rèn luyện rất là nhiều. À, đó. Chúng ta phải có cái sự khi mà niệm thì chúng ta phải có niệm một cách mẽ, à, miên mật. À, rồi niệm thì luôn luôn phải có cái chánh cái trí tuệ đi kèm, à, hiểu biết, ghi nhận, à, nhớ rõ ràng, à, các đối tượng nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, à, đối tượng trước đã diệt mất rồi thì cái đối tượng kế tiếp nó sanh khởi, à, nó từ lúc mà nó sanh, nó xuất hiện, à, mình ghi nhận kịp thời đúng lúc, à, cho đến khi cái đối tượng nó diệt mất, à, mình cũng ghi nhận hiểu biết cách rõ ràng. À, rồi cái một cái đối tượng kế tiếp nó sanh khởi, à, thì mình phải nhận thức rằng á, cái đối tượng kia nó đã diệt tắt hoàn toàn rồi, cái đối tượng này là hoàn toàn khác, à, rõ ràng không có sự lầm lộn. À, đó, cho nên á, là nhờ có cái sự ghi nhận mạnh mẽ như vậy đó thì sao, nó mới đủ năng lực để nó tạo điều kiện để cái định, à, có thể sanh khởi. À, rồi cái định vững vàng mạnh mẽ đó thì mới có thể, à, phát triển những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết, những cái tuệ giác. À, mà những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác này nó là gì? Nó là cái mục đích của cái sự quán sát, à, để thấy được cái tính chân đế, à, là sự thật. À, do đó mà cái cần phải loại trừ, chứ bởi sư nhắc quý vị hoài đó là phải sao? Chúng ta phải loại trừ tất cả những cái chế định
cái tục đế ở trên cái đối tượng đó, mình phải thấy vào cái tướng rõ ràng, mình không có nhận thức qua những cái ảo kiến là lầm lạc đó. Thì khi mà chúng ta thấy rõ được cái thực tướng, thực tánh của nó đó, mới thấu triệt được cái định luật của tam tướng của dạng pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Khi chúng ta nhận thức đầy đủ trên đối tượng, chúng ta mới hiểu về cái tứ diệu đế. Rồi tất cả ở trong kinh, những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta phải áp dụng những cái phương pháp để kiệm ngay trong cái đời sống hiện tại này. Chúng ta cần phải nỗ lực thực hành để chúng ta thấy được cái lời dạy của Đức Phật. Cái việc này là phải tự mình làm. Chính quý vị phải trực nhận, hiểu biết được khổ, nguyên nhân của khổ, rồi sự chấm dứt hoàn toàn của đau khổ, và phương pháp thực hành để đạt đến cái trạng thái chấm dứt hoàn toàn đau khổ này. Thì cái này là mình phải tự làm. Thì khi mà quý vị thấu triệt được đó, thì mới quý vị hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Và đó chính là cái con đường mà chúng ta phải nỗ lực thực hành để tìm thấy được cái sự an vui, hạnh phúc. Thì muốn đạt được cái sự an vui, hạnh phúc, muốn đạt đến cái giải thoát, thì chỉ có là phải thực hành cái trí tuệ thật mạnh mẽ, đầy đủ, để nó có sức mạnh để phá tan được cái vô minh, si mê. Cho nên là trong đời sống chúng ta phải cố gắng nỗ lực để mà thực hành. Nếu mà ngay trong cái đời sống này chúng ta cố gắng dung bồi tạo được những cái phước báo, chính những cái phước báo này đó, nó sẽ là những cái nhân, những cái duyên để mà tạo cái những cái pháp căn bản để trong những cái kiếp tương lai chúng ta có sự nỗ lực tiếp tục để mà đạt đến cái thành quả của sự thực tập, sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Cho nên là cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ phải thực hành từ thấp đến cao. Mình bây giờ muốn giải thoát, nhưng mà bây giờ mình không chịu nỗ lực, mình không chịu phát triển tính tấn niệm định tuệ từ cái pháp căn bản này, thì làm sao mà nó có đủ cái sức mạnh, nó có đủ cái sức lực để mà vượt thoát qua bờ bên kia. Cho nên á là chúng ta phải cố gắng mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thì lần hồi chúng ta sẽ tạo được một cái sức mạnh để mà phá tan được cái vô minh, đào bứng tận gốc rễ của phiền não, thì chúng ta mới đạt đến cái sự giải thoát. Còn nếu mà chúng ta còn dễ vui, rồi chúng ta không cố gắng nỗ lực một cách mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ còn trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Cho nên
ra qua kinh điển, qua lời dạy của các vị trưởng lão, qua kinh nghiệm của các ngài đã chỉ dẫn tu tập, rồi cũng có số hiểu biết để mà chia sẻ với quý vị. Thì mong rằng mỗi người sẽ tự mình cố gắng nỗ lực để mà thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, để cố gắng để mà chúng ta tạo được một cái sức mạnh để chúng ta có thể vượt thoát đến bờ bên kia. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn nghe, kính chúc tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Và hôm nay thì cũng xin với đạo tràng Quang Hỷ trong thời gian tới thì xin tạm vắng sinh hoạt một thời gian, để khi mà cuối tuần này thì cũng ra hạ mãn mùa an cư và bắt đầu tới lễ dân y, thì do đó cũng có một số công việc bận rộn để chuẩn bị đến cái ngày 8 tháng 11 thì sẽ làm lễ dân y. Và cũng xin tạm nghỉ thời gian. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, và kính chúc quý tôn nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng có những thắc mắc gì về bài học ngày hôm nay, và con kính mời những câu hỏi và những bàn tay ạ. Dạ con thấy bàn tay của Sách Hà. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa sư, hôm qua lúc mà hết giờ đó thì con không có tiện để hỏi, tại vì hôm qua thì sư Vân nói về cái vấn đề các phước báo, có những phước báo không cần phải nguyện thì nó cũng có, thì con cũng chưa có hiểu rõ cái phần này có phải cái ý con hiểu là có phải là cái phước hữu lậu thì mình không cần nguyện nó cũng có, khi mình làm việc ví dụ như bố thí vật chất thì sẽ không, thì được cho quả hữu lậu là không thiếu thốn, đói khổ, thì con hiểu như vậy. Còn cái phước vô lậu thì mình phải nguyện, phẩm thư sư, như phước vô lậu thì phải nguyện giải thoát thì mới được thành tựu, thì con muốn hỏi cho rõ ràng. Dạ con kính trao mic lại cho sư. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Thì khi mà chúng ta tạo phước đó, mà chúng ta còn mong cầu, còn mong cầu thế này thế khác thì nó còn dính mắc. Cho nên đó, chính vì cái tâm phiền não như vậy đó thì nó sẽ cản trở làm cái quả sanh nó không có mạnh mẽ. Thì hôm hởm mà quý vị học trong cái phần mà ngạo quỷ sự đó
cũng có những cái người là những người nam, những người nữ, do cái tâm luyến ái, tâm luyến ái với cô nàng đó, hay là hoặc là với anh chàng đó, thì làm phước nhưng mà muốn tái sanh để được gần gũi cái người đó, đó thì cái phước đó là cái phước nó còn còn trong cái phiền não dính mắc, không? Cho nên là thay vì nếu mà đừng có dính mắc bởi cái phiền não, có khi những cái chúng sanh này này có thể tái sanh về những giới cao hơn, nhưng mà vì á, vì cái vướng bận, cái dính mắc vào cái luyến ái này nó cản trở, cho nên là cái những chúng sanh này phải sanh làm những cái vị chư thiên ở ở địa cầu, hay là hoặc là những cái ngạ quỷ đó. Bây giờ mình mới làm phước, nhưng mà chúng ta với cái tâm xả ly, mình có nguyện thì mình chỉ nguyện là sao, là đạt được cái giải thoát, tất cả những cái phước báo mình làm đó chỉ chăm chú vào cái đoạn trừ tất cả những cái phiền não mà để đi đến nơi giải thoát. Thành ra hôm qua sư cúc lại cái câu mà Phật tử hay làm nữa, phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm. Những điều ô nhiễm đây là tất cả những cái thà phiền não ngủ ngầm trong tâm đó, nó ngủ ngầm ở trong tâm mình nè. Nếu mà mình không có cái chí nguyện mạnh mẽ đó thì đến một lúc nào đó mà mình dễ vui nó sẽ nhảy ra. Cho nên là nhiều chúng sanh cũng làm phước làm thiện nhưng mà không được giải thoát, tại vì còn dính mắc. Cho nên đó là chúng ta chưa có giải thoát ra được là do còn vướng bận, muốn thụ hưởng tài sản an vui hạnh phúc của nhân giới, của thiên giới. Cái trường hợp mà có một cái bà này, cái cô này hồi đó là chư thiên ở trên cõi trời, nhưng mà hết tuổi thọ tái sanh lại trong nhân giới, thì bà này cứ mỗi lần mới làm phước rồi bảo nguyện cho cái phước báo này con được trở về với ông chồng con. Nhưng mà mấy vị tỳ kheo mới nói, ủa sao bà này bà đang sống với ông chồng, bà còn nguyện về với ông chồng rồi sao? Thì bắt đầu Đức Phật nói là bà nguyện mai mốt cái phước này bà trở về trên cõi trời bà làm vị thiên nữ, vợ của ông vua ở trên cõi trời chứ không phải ông chồng ở cõi này, thấy không? Thành ra đó, chúng ta làm phước mà chúng ta còn mong cầu là còn dính mắc, còn lẫn quẩn, còn trói buộc trong cái dòng quay sanh tử luân hồi. Khi nào mà mình làm hước đây là nhân, là duyên để đoạn trừ não, để dẹp bỏ cái dính mắc, mong cầu mong muốn thế này thế khác, nó bởi hồi nãy mình mới nói là cái chúng ta hướng đến cái sự tu tập, mình hướng đến là để cái giải thoát mà thôi. Khi nào mà mình có hướng đến cái sự giải thoát, nó là chánh niệm, nó là bố thí một cách chân chánh, nó là cái trí. Còn nếu mà mình còn vướng bận trong các cái pháp, trong cái phước hữu lậu, còn muốn thọ hưởng
tài sản hạnh phúc của nhân giới, của thiên giới, thì mình còn ở trong tam giới còn lẩn quẩn. Cho nên á, gọi là pháp hành ma vương là nó là như vậy đó. Tại vì người ta làm phước mà ta không hiểu. Cho nên á, cái bất thiện là nó cũng là cái khổ, nó trói buộc, nó đưa chúng sanh vào ở trong đọa xứ, trong cảnh khổ. Nhưng mà cái pháp thiện mà chưa có thoát khỏi cái cám dỗ của phiền não đó, nó cũng còn trói buộc. Nó còn trói buộc trong vòng quay sanh tử luân hồi. Hay là cái câu chuyện mà khi mà đi trì bình khất thực, Đức Phật thấy con heo nái nhỏ ở ven đường đó, Đức Phật mỉm cười đó. Đó là một cái minh chứng để mà chúng ta thấy rằng làm thiện mà nếu mà chúng ta còn mong cầu nó cũng trói buộc. Cái chúng sanh này hồi đó đó là một cái cô tiểu thơ, nhưng mà nhờ có sự hiểu biết và có sự tu tập quán tưởng về bất tịnh thì cái phước báo đó tái sanh về cõi trời làm chư thiên. Rồi cái phước báo này sau khi hết tuổi thọ cõi chư thiên tái sanh xuống là con của ông Bá Hộ. Nhưng mà khi mà được có được cái đời sống sung sướng, có cả hầu người hạ rồi đó, cái bắt đầu cái tâm cống cao ngã mạn, sống hống hách kiêu căng, tạo ác nghiệp, tạo ác nghiệp cái bắt đầu rơi vô cảnh khổ, rơi vô cảnh khổ xong cái bắt đầu tái sanh lại làm súc sanh, làm con gà mái. Nhưng mà nhờ cái duyên nghiệp mà đã tu tập đó, nhờ là thường xuyên nghe kinh ở cái chùa ở gần đó, cho nên là bắt đầu hồi tâm, chú tâm đến khi mà hết tuổi thọ được tái sanh lên làm chư thiên nữa. Làm chư thiên nữa xong cái bắt đầu cái hết cái kiếp chư thiên tái sanh xuống nhân loại, cái làm bất thiện nữa, làm bất thiện nữa xong cái bắt đầu cái tái sanh lại làm cái con heo nái. Thành ra nếu mà chúng ta không biết cứ lẩn quẩn gọi là pháp hành là ma dương là như vậy. Chỉ khi nào mà mình biết mình bố thí để là nhân là duyên, để đoạn trừ tất cả các phiền não, đoạn trừ các cái tham muốn, thì lúc đó mình hướng đến cái sự giải thoát. Mình chỉ chăm chú hướng vào cái sự giải thoát đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà Bồ Tát thực hành các pháp độ đó, Ngài chỉ chăm vào cái nguyện lực để mà đạt đến cái sự giải thoát, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác mà thôi. Ngài không có cầu mong là chuyển linh thánh dương là vua trời gì đó, không, bỏ hết đó. Thành ra mình muốn như vậy thì mình phải ráng có cái chí nguyện với phước báo này, cầu mong là nhân là duyên để chúng ta tiếp tục gặp được chánh pháp, nỗ lực tu tập để đi đến nơi giải thoát. Thì mình chỉ nguyện có nhiêu đó thôi, còn không có cầu mong cái gì hết, không cầu mong bất cứ cái gì ở cái tài sản nhân giới thiên giới thì chúng ta chỉ mong cầu, còn cái mình làm phước chắc chắn là nó sẽ có phước. Giống như hôm qua sư cũng có ví dụ đó. Bây giờ cái hai người nông dân cài đất đồ này kia cho đàng hoàng, gieo giống xuống rồi phân rồi nước đầy đủ đó. Thì đến mùa thu hoạch thì tự nhiên là nó sẽ có mùa màng bội thu. Chứ bây giờ mình gieo rồi, mình cứ ngày nào mình cũng ra ruộng, mình cầu khấn gian sinh mà mình không làm tròn nó, mình không có dùng phân tưới nước, mình có cầu khấn gian sinh thì nó cũng
mùa màng nó không có tốt tươi, à nó không có đem đến cái kết quả lợi ích tốt đẹp, thấy không? Cho nên á, khi mà mình làm tròn đầy đủ, mình gieo hạt giống xuống, rồi phân, rồi nước, mình chăm bón nó đầy đủ, đương nhiên nó sẽ cho quả. À, mình khỏi cần mong cầu nó cũng cho quả nữa. À, còn mình chỉ, cái chí nguyện mình chỉ hướng đến cái con đường giải thoát mà thôi. À, thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, Bụt Tha giá. Dạ, con Nam Mô Bụt Tha giá, dạ con kính tri ân sư. Dạ, con kính mời đạo tràng có vị nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Xin mời bàn tay quý vị. Dạ, nếu trong lúc chờ đợi thì sư con có thêm câu thắc mắc nữa. Dạ, hồi nãy sư có giảng cho tụi con biết là niệm một cách mạnh mẽ và với trí tuệ thì con chưa có hiểu, có thể sư có thể dặn rộng hơn cho tụi con hiểu là niệm với trí tuệ thì sao ạ? Dạ, con kính trao mít lại cho sư. Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, dạ kính sư, dạ con không biết sư phát thanh có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ không biết đạo tràng, dạ cảm ơn Huynh Giang Nhất Hà. Dạ con thấy bàn tay của sư, dạ con kính cung thỉnh sư ạ. À. Nam Mô Bụt Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá. Nó một sân ca giá. Dạ, dạ, cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn cô Tường Mẫn, à, cảm ơn cô Kim Nhung. À, khi mà chúng ta niệm, mà mình niệm không có mạnh mẽ, à, thì cái này á, mình vô, khi mà mình thực hành thì mình sẽ biết, à, có những lúc mình á, nó không có mạnh. Mình niệm một cách uể oải, à thí dụ như bữa đó mình làm việc mệt mỏi gì đó, à mình cũng ráng mình hành thiền, nhưng sao mình vô mình niệm mà nào, à cũng thở vô à thở ra phòng à, sọp à, nhưng mà à mình không có cái tâm mình nó không sáng suốt để mà thấy được, à đó. Rồi khi nào mà mình có sự nỗ lực mình niệm và cái chánh niệm tỉnh giác thì á, nó sẽ thấy cái thở vô thở ra đó, cái chuyển động nó rất là rõ, hay là hoặc là cái chuyển động của phòng sọp nó rõ, à đó. Thì khi mà mình niệm mạnh á, có cái sự tinh tấn, à giống như khi mà mình đi kinh hành. Mình đi kinh hành để gì? Để tạo cái tinh tấn cho cái lúc mà mình tọa thiền. À, thành ra cái khi mà mình mới vừa đi kinh hành á, à mình vô ngồi á, cái niệm mình nó còn mạnh lắm. Nhưng mà khoảng chừng 20 phút nửa tiếng á, thì bắt đầu cái sự tinh tấn nó xuống dần. Nó xuống dần dần. Đó. Giống như cái chiếc máy bay đó, khi mà nó lên á, nó phải lấy cái đà, nó có thể lấy đà, là lúc đó nó phải nổ máy, cái máy nó mạnh hết tốc lực, à để đủ cái sức nó nâng cái chiếc máy bay nó bay lên, à đó. Thì cái khi đó giống như là mình niệm phải thật mạnh,
thật mạnh, xong rồi cái bắt đầu mới lên, khi mà cái máy bay nó lên tới cái độ cao ổn định rồi đó, thì lúc đó là bắt đầu cái nó đâu cần phải phải máy móc, nó phải đâu còn phải mạnh mẽ giống như hồi hồi mới mới chạy ra đường băng để cất cánh lên đó. Thành ra đó cái tinh tấn của mình á, nó cũng phải tùy lúc, lúc nào mình phải tăng lên, rồi lúc nào mình phải để nó, khi mà nó ổn định rồi đó thì mình giữ cái mức độ đó vừa phải vừa phải vừa phải, đó. Thành ra đó cái khi mà chúng ta điều chỉnh cái này nè, chúng ta phải tự biết lúc nào mình phải có sự nỗ lực tinh tấn thật nhiều, và lúc nào mình phải giữ cái niệm, cái tuệ, nó an ổn quân bình thôi, không quá tinh tấn mà cũng không quá lùi sục. Thành ra cái vấn đề này á, là cái tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi người, tùy theo cái sức khỏe, cái điều kiện của mỗi ngày, hoặc là mỗi thời thiền nó khác nhau. Cái thời thiền này mình ngồi á, mình khỏe khoắn, niệm tuệ rồi nó rất là sáng, nhưng mà không biết chút bắt đầu cái thân thể nó bị tác động bởi thời tiết gì đó, nó muốn nhốt bệnh hay sao đó, có khi mình phải tăng cái niệm cái tuệ mạnh lên, phải tinh tấn nhiều hơn đó. Thành ra cái đó tự mình biết để mình điều chỉnh như thế nào để nó quân bình. Khi mình thấy cái niệm của mình á, nó rõ ràng, liên tục không có gián đoạn, rồi mình ghi nhận đối tượng rõ ràng, sanh diệt, đó, mình ghi nhận rõ như vậy đó, liên tục, thì cái điều có rất là tốt đẹp. Còn mình niệm mà nó có phiền não chen vô, mình niệm rồi cái niệm của mình á, nó không mạnh mẽ, không liên tục thì sao? Phóng tâm, hoặc là suy tính những cái việc sắp tới gì đó thế đó, hay là hoặc là những cái phiền não lâu ngày nó sanh khởi, nó trở lại, những cái truyền cái nó sanh khởi trở lại đó, thì mình phải biết cái đó là mình phải lấy cái kinh nghiệm tu tập của mình để mà mình điều chỉnh. Còn cái nguyên tắc, cái công thức chung là niệm, chỉnh niệm, tỉnh giác, tinh tấn, là ba cái pháp như vậy. Nhưng mà lúc nào thì mình phải tăng, lúc nào phải giảm, lúc nào phải giữ quân bình, thì tùy theo cái kinh nghiệm của mình để mà trong cái sự tu tập có được cái tiến bộ tốt đẹp, đạt đến những cái lợi ích trong cái pháp hành. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà. Để chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Cảm ơn Bố Thầy giá. Dạ, Nam Mô Bố Thầy giá. Còn từ mạnh, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Tăng. Còn kính đảnh lễ sư Pháp Thành, sư Thanh Tâm, ông Năm và Năm, và kính chào quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Và bạch sư, còn có câu hỏi là con chỉ đọc sơ qua, nhưng mà sao con tìm con không thấy cái chú giải, thì con thấy là tại sao cũng như thì trong ba cái phẩm, 37 phẩm trợ đạo thì thập độ, trong cái thập độ đó là 10 cái parami, mà sao ở bên Bắc Tông đó thì họ có xài có lục độ mà bạch sư, còn bên mình thì thập độ. Thì con coi hoài, con cứ chạy vô thư viện con coi, nhưng mà con nhìn thấy không có cái đáp số rõ ràng. Hôm bữa nay sẵn có ngày lên, con mạo muội con lên con
tìm sư giảng rộng cho con cái thắc mắc đó. Dạ lại sư giảng cho con biết cái nào là cái ý nghĩa tham trong thiền của bạch sư. Dạ, sa thú của con xin xuống bất dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Thì tùy theo mà các cái vị tổ mấy ông phân chia, chứ sự thật ra đó là các cái pháp độ là nó phải đầy đủ như vậy, không thể nào mà bớt được. À thì quý vị, nếu mà quý vị có đọc mà những cái câu chuyện mà tiền thân Đức Phật thì cũng ngài cũng kể lại những cái thời kỳ nào ngài hành cái pháp bố thí, rồi trì giới, rồi đầy đủ mười pháp độ. Cái này là cái niêm luật chung, chứ không phải riêng, không phải chỉ các bậc chánh đẳng chánh giác mà hạnh trí tuệ hành như vậy, rồi các cái vị mà hạnh tinh tấn, hạnh đức tinh, hành có sáu pháp không có đúng. À thành ra đó, bây giờ á mình á đừng có lăng xăng mình chạy đi tìm hiểu qua cái đó chi mất công. À bây giờ á mình có niềm tin đối với cái lời dạy Đức Phật thì mình đi một phía thôi cho nó dễ. Chứ sự thật ra mình chạy lòng vòng rồi nó lãng phí thời gian vô ích lắm. Thì hồi trước thầy sư cũng lúc mà mới xuất gia đó, thì sư cũng thấy bên Bắc Tông có cái cuốn bộ, mà cái bộ của hình như là của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, bộ Luận Đại Trí Độ. Nghe nói mà Luận Đại Trí Độ cũng dữ dội quá. Cái bắt đầu mình cũng sau bữa đó đi lễ cũng có được người ta tặng nguyên một bộ ba quyển. Trời ơi, mình bỏ thời gian ra mình đọc mà không có một cái gì gọi là cái đại trí độ trong đó đó. Thành ra mình thấy cái thời gian mà để mình đọc thiệt là vô ích, ổn quá. Đó. Rồi á, ở bển gọi là trí tuệ bát nhã. Thì bên mình á là cái chữ bát nhã là trí tuệ hay là tuệ, thấy không? Thì bển á là họ âm từ cái chữ mà chữ Sanskrit nó là prajna. Thì âm ra tiếng Hán là bát nhã. Đó, bát nhã ba ba la mật đa thị đại thần chú thị đại thượng chú đó. Đó, nhưng mà không có hiểu được cái ý nghĩa cái chữ mà bát nhã ba la mật đa đó là cái gì. Banh nha parami, đó, banh nha parami, chính cái trí tuệ ba la mật này nè, khi mà mình tu tập nó mạnh mẽ, giống như hồi nãy sư nói đó, nó phải trở thành cái tệ quyền tệ lực nè, nó đủ sức mạnh nó mới đưa mình qua tới bờ bên kia. Rồi cứ bát nhã ba la mật đa hoài, rồi có nhiều người cứ hỏi biết cái chữ bát nhã là gì không, rồi người ta mường tượng, người ta tưởng tượng ra bát nhã là chiếc thuyền bát nhã. Thành ra đó mình học mình phải nắm từ cái căn cái gốc thì mình sẽ không có hoài nghi, và mình loại bỏ những cái rườm rà nó không có lợi ích. Mình tìm hiểu cách rõ ràng ở bên đó, nếu mà có những cái đoạn kinh đó thì nó cũng có thể là cũng
ý nghĩa thì nó cũng gần đúng nha. Tức là sao? Mình phải tu tập, mình bào trữ cái pháp độ về, về trí tuệ độ nha. Từ thấp tới cao à, trí tuệ bờ bên, trí tuệ bờ trên, trí tuệ bờ cao thượng, Panya Parami, Panya Upparami, Panya Paramattha Parami. Đó. Thì cái lực, cái sức lực của trí tuệ ở mỗi cấp bậc nó khác nhau. À, ví dụ như mới đầu là mình học, mình tìm hiểu trí văn. Trí văn rồi mình suy tư. À, suy tư cặn kẽ, tìm hiểu đâu đó rõ ràng rồi mình đem ra mình mới thực hành. À, khi thực hành à, nhờ những cái kinh nghiệm nó dung bồi mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, cái sức mạnh nó có đầy đủ đó, nó mới đủ sức để mà phá vỡ vô minh si mê. Nó có đủ sức mạnh, nó mới đào bứng tận gốc rễ căn cội của sự khổ. Nha. Cho nên á, là mình phải phải hiểu vậy đó. Nếu còn bây giờ á, bây giờ á, thí dụ như bây giờ á, cái nấu cái món ăn này nè, là nó phải 6 cái như vậy đó, 10 cái như vậy nó mới đủ. Bây giờ á, chế bớt thôi 10 cái rùm ra quá, nấu còn 6 cái thôi, thì như vậy nó đâu phải đúng cái món đó. Thấy không? Đó. Thành ra đó hả, mình có cái niềm tin à, với Tam Bảo có niềm tin Phật Pháp, thì mình đi đúng hướng, đúng theo cái lời dạy của Đức Phật à, thành ra cái bát chánh đạo là 8 cái bổn phận mình phải thực hành, không thêm, không có 9 mà cũng không có 7 à, mà nếu mà 7 là thất giác chi chứ không phải là bát chánh đạo, mà 9 là không được à, tại vì cái nào nó có cái nhân để đưa đến quả, nhân đưa quả, không có lẽ được à, cho nên là mình phải hãy hiểu biết như vậy để mà chúng ta cố gắng có sự tu tập. Thấy không? Đó. Mình biết, thí dụ như bây giờ nói là chiếc xe, thì chiếc xe, trong cái chiếc xe nó có nhiều cơ phận à, à, trong đó nó có cái bộ phận, cái máy nè, rồi bánh xe nè, rồi cái sườn, cái thùng xe, cái nóc, đồ đủ thứ hết, kết cấu lại hết nó mới thành là chiếc xe à. Nhưng mà chiếc xe mà nó chạy được đó, thì sao? Phải có cái máy, cái mạnh nó mới được, mấy cái chiếc xe nó mới chạy được. Bây giờ nó có đầy đủ hết các bộ phận mà không có cái máy là nó không thể chạy. Thấy không? Rồi, máy nó mạnh, nhưng mà bây giờ á, đầy đủ hết bộ phận mà không có 4 cái bánh xe là nó chạy. À, cho nên á, là các pháp nó khi mà nó vận hành nó cũng phải có cái sự hỗ tương lẫn nhau, không có thiếu được. À, có nhiều người á, tháo máy của người ta ra rồi cái nó ôi này con ốc này nó còn dư, tháo bỏ bớt nhau rồi chạy nó sọc sạch rồi nó hư. À, đã người ta kỹ sư, người ta đó nghiên cứu, người ta đã làm đúng như vậy thì bây giờ mình phải ráp lại y như vậy. Mình đừng có thêm mà đừng có bớt cái gì của ta hết, thì cái máy nó sẽ vận hành trơn tru. Còn bây giờ á, thôi 10 pháp nhiều quá bớt lại làm 6 pháp rồi để dễ thực hành, thì làm sao gọi là thập độ được, thấy không? Đó, thành ra đó, chúng ta phải hiểu biết như vậy. À, các cái bậc thánh nhân, các bậc chánh đẳng chánh giác, cái trí tuệ của ngài đã thực hành, đã đi trên cái con đường đó rồi, bây giờ mình đừng có mình làm sao mình giỏi hơn các ngài được. À, mấy ông tổ làm sao bằng bậc chánh đẳng chánh giác được,
à, mà ông vẽ dời, mà ông bớt, rồi mà ông thêm thắt cho đủ thứ chuyện, thành ra nó mới bị lệch lạc, nó sai lệch đi. À, còn mình á, mình giữ đúng theo cái truyền thống, cái lời dạy của Đức Phật, à, thì chắc chắn mình sẽ thực hành đúng và đi đến cái kết quả tốt đẹp. À, chứ còn đừng có cái niềm tin mình chưa vững chắc, à, rồi có nhiều khi á, mình còn hoài nghi, rồi mình chạy lòng vòng, mình tìm hiểu, mình kiếm cái này kiếm cái khác, nó mất thời gian, à, và sao nó lãng phí vô ích. À, bây giờ mình có những cái niềm tin rồi, mình cứ chú mục, mình đi theo cái lời dạy của Đức Phật là sẽ đúng và đem đến cái lợi ích tốt đẹp thiết thực trong cái đời sống hiện tại. À, đừng có lăn xăn, à, đi tìm hiểu chỗ này chỗ kia, đọc ba cái kinh của tổ của kia nọ là nó không có đem đến cái lợi ích gì đâu. Dạ, chúc cô Từ Mẫn nhiều sức khỏe an vui và cố gắng nỗ lực tu tập tốt đẹp. Nam mô Bố Thầy. Dạ. Nam mô Bố Thầy. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy chị Từ Mẫn. À, sa thú, sa thú. Con thành kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy Phật Pháp cho chúng con. Dạ, cảm ơn chị Từ Mẫn đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, con thấy thời gian là 10:26 rồi ạ. Con không biết là đạo tràng còn câu hỏi không ạ? Dạ, nếu nếu đạo tràng không còn câu hỏi thì con kính cung thỉnh sư Thanh Tâm. Con không biết sư có trước máy không sư? Sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp được không sư? Dạ, con thấy bàn tay của sư Thanh Tâm. Dạ, con kính dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, một đứa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay và đã trả lời câu hỏi. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con kính dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba buddha nuva ve na sada sothi bhavan tu te. Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba dhamma nuva ve na sada sothi bhavan tu te. Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba sangha nuva ve na sada sothi bhavan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp. Dạ đề qua ta san ti vi ha ra wa si ni thu be ka re po thi ka re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha quan tu pu chi ta so tinh ka ro te tha vi ha ra man da le the ra cha ma ta na wa ka cha phin ka wo sa mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra sap pa na phu ta su khi ta pha quan tu te cha la pu cha ye pi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sam be pu duk kha kha sak ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha cha ta pu ga la sang kho ho tu sa mak go wa at
tha cha hi ta ya tha am he ra kha tu sak tham mô sap bê bi tham ma cha ri cha ra sap sap bê bi tham ma cha ri no vi thinh sam ba bu ne ya ma tham ma ri yap ba we di te. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng và tham gia thời pháp ngày hôm nay và ngày mai vào 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 8 sáng giờ Việt Nam, sẽ là nhóm học do Nguyên Như sẽ chia sẻ. Và con kính mời đạo tràng cùng trở lại room vào ngày mai. Và con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và con kính tạm biệt đạo tràng. Kính chúc đạo tràng có một đêm an lành ạ. Dạ con xin xuống mít ạ.